Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 30 phút tới đây, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày. Trong đó sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới. Mưa kéo dài khu vực cầu Quan Bến Cát tỉnh Bình Dương ngập nặng. Khởi tố vụ án để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẩy. Tập 6 của chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2019. Kính thưa quý vị, tuyến đường thủy mới nối liền cảng sông Gôn của tỉnh Yon tới cảng Cái Mép thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra những cơ hội giao thương mới cho vùng miền Trung nước Pháp với Việt Nam. Và dự kiến là mỗi tuần sẽ có gần 600 tấn môn Đại Mạch được vận chuyển đến cảng biển Cái Mép. Kể từ tháng 9 năm 2019, Đại Mạch trồng ở vùng Bourgogne-Franche-Comté được xuất khẩu sang Việt Nam để sản xuất bia. Đây là một tuyến đường mới, nó đón trước cái việc mà trao đổi thương mại giữa hai bên có thể tăng rất nhanh trong vòng năm tới, từ 5 đến tận 20% khi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và châu Âu có hiệu lực. Đặc biệt, đối vùng Bourgogne chuyên về sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp mong muốn đẩy mạnh việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản như bột mì, thịt và trái cây. Việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và EU sẽ có tác động thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Pháp, đặc biệt với vùng Bourgogne của chúng tôi. Đây là tuyến đường vận tải hai chiều, qua đó Việt Nam cũng sẽ xuất khẩu sang Pháp những mặt hàng thế mạnh nếu đạt được tiêu chuẩn châu Âu. Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa nay đã chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới với tổng chiều dài 1,3 km. Đoàn tàu thử tải xuất phát từ ga Bình Triệu thông qua cầu sắt Bình Lợi mới đã thành công. Đây là công trình thuộc dự án cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn, đoạn từ cầu sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc, tỉnh Bình Dương, theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Phần cầu đường sắt được thiết kế theo quy mô cầu vĩnh cửu bằng vật liệu thép tương ứng với đường sắt khổ 1.435m, tốc độ thiết kế là 100 km/h, tải trọng tàu thiết kế T16. Tỉnh không qua cầu mới được nâng lên 7m thay vì là 1,5m như cầu cũ, đảm bảo cho tàu 1.000 tấn qua cầu an toàn. Dự kiến sau khi cầu mới đi vào hoạt động, cầu sắt Bình Lợi cũ được xây dựng từ năm 1900 sẽ được dỡ bỏ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với mục tiêu tiếp tục triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng là hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay từ 1,5 triệu đồng lên mức 2,5 triệu đồng một tháng để phù hợp với mức tăng học phí và biến động giá cả thị trường. Đồng thời có cơ chế khoanh nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ từ 3 đến 5 năm cho những trường hợp hộ gia đình vay vốn học sinh sinh viên đã hết thời gian gia hạn nợ và có đơn đề nghị trả nợ dần, được chính quyền địa phương xác nhận về hoàn cảnh gia đình và học sinh sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, không phù hợp ngành học, không có thu nhập để phụ giúp gia đình trả nợ. Trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV đã phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ 36 cá thể động vật hoang dã, gồm nhiều loài quý hiếm như vượn, tê tê, mèo rừng, rùa núi vàng. Các cá thể bị nuôi nhốt trái phép ở nhà dân hoặc tại nhiều địa điểm tâm linh kinh doanh giải trí trên cả nước như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai hay Ninh Thuận. Ngoài ra, ENV còn phối hợp với Facebook và các cơ quan chức năng loại bỏ 56 bài đăng vi phạm cũng như đình chỉ hoạt động một số tài khoản Facebook chuyên sử dụng để quảng cáo buôn bán động vật hoang dã trái phép. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chương trình sẽ thành lập 3 khu bảo tồn và sinh cảnh mới cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt tại tỉnh Quảng Ngãi, rùa hoàng kiếm tại thành phố Hà Nội và nhóm các loài rùa hợp thuộc giống Guara tại tỉnh Phú Yên. Cùng với đó, thành lập và vận hành 2 trạm cứu hộ rùa biển tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa. Sau cơn mưa kéo dài trong đêm, sáng nay tại khu vực cầu Quan, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị ngập nặng, công an phường Mỹ Phước đã huy động lực lượng tới di dời tài sản, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập. Đến 10 giờ, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực hỗ trợ giúp nhân dân di dời tài sản, kịp thời cứu hộ cứu nạn, giúp người dân di chuyển qua vùng ngập nước. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mưa lớn tại nhiều khu vực.
Do lượng nước mưa từ thượng nguồn đổ về rạch Cây É thoát ra sông Thị Tính không thoát nước, dẫn đến ngập cục bộ đoạn qua khu vực cầu Quan. Do nước dâng nhanh, người dân không thể ứng phó kịp thời, khiến nhiều nơi bị tê liệt. Sau khi nắm tình hình, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân trong khu vực để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. Tới con phố hàng mã nổi tiếng của Hà Nội vào đúng ngày rằm Trung thu, du khách có thể trải nghiệm được không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cùng với những hình ảnh rực rỡ sắc màu của đèn ông sao và đồ chơi Trung thu, thì thực trạng xả rác bừa bãi, đường phố ngập trong rác cũng đến hẹn lại lên. Các công nhân vệ sinh môi trường đã có một ngày làm việc hết sức vất vả ngay ngày Tết Trung thu. Rác sau lễ hội rõ ràng vẫn là sản phẩm của sự thiếu ý thức. Một lượng khách khổng lồ, trên tay ai cũng cầm đồ ăn, nước uống và khi dùng xong là tiện tay vứt luôn xuống lề đường. Chắc không tính thùng rác ở đâu nên em thấy rất là nhiều. Dân mình ăn uống đồ ăn vặt xong rồi vứt hết rác ra xuống đất luôn. Bên cạnh vẻ lung linh náo nhiệt đầy màu sắc, các con đường ở phố cổ cũng nhếch nhác, bẩn thỉu không kém. Đáng buồn, nhiều người lại xem chuyện vứt rác và đi chơi dưới rác là chuyện bình thường. Thời gian mà lúc xong chợ đêm thì lượng rác rất là nhiều, có thể gọi là trắng đường luôn ạ. Và người dân xả rác ra đường vô ý thức ạ. Và các cô lao công thường quét dọn đêm mới về. Biển cấm xả rác bừa bãi ở đầu mỗi tuyến phố đi bộ đều có, mức phạt cũng được ghi rõ, thế nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Đơn vị vệ sinh môi trường cho biết, lượng rác trên phố cổ Hà Nội dịp Tết Trung thu mỗi ngày tăng từ 3 đến 4 lần. Các công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc tới khoảng 3 giờ sáng mới thu dọn xong lượng rác khổng lồ. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẩy, khiến một cổ động viên nữ và một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập một số đối tượng ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án sau khi xác định được người đốt pháo sáng sẽ căn cứ vào hành vi, hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định. Trước đó, vụ việc gây bức xúc dư luận xảy ra tối 11 tháng 9 trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Một cổ động viên nữ khi đang theo dõi trận đấu thì bị cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng từ khán đài B bắn sang khán đài A, rơi trúng đùi trái và bị phỏng nặng. Tiếp theo, đôi vợ chồng trẻ uống thuốc diệt cỏ tự tử để lại đứa con 3 tuổi. Xe bồn rẽ phải va chạm với xe máy khiến một người bị thương nặng. Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàng, 26 tuổi, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 16 tháng 7, Hoàng đến chơi game tại một tiệm Internet ở thị trấn Krông Kama thì thấy một cháu trai 12 tuổi đang ngồi chơi một mình. Hoàng dụ cháu vào sân vận động trung tâm thị trấn, nói rằng sẽ có người cho tiền. Tin lời, cháu trai theo đối tượng vào sân vận động thì bị Hoàng khống chế thực hiện hành vi giao cấu. Được biết, Hoàng từng có một tiền sự về hành vi cướp tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đến trưa nay, công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể của cặp vợ chồng xấu số tử vong do uống thuốc diệt cỏ cho gia đình lo hậu sự. Hai vợ chồng nạn nhân là anh Hoàng Đức Nhật, 34 tuổi và chị Trần Thị Phương, 23 tuổi, ngụ Krông Park. Vụ việc đau lòng trên được mẹ anh Nhật là bà Nguyễn Thị Hương, 59 tuổi, phát hiện lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Tại hiện trường, vợ chồng anh Nhật tử vong trên giường với chai thuốc diệt cỏ. Theo người nhà, vợ chồng anh Nhật thường đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh và vừa mới về nhà. Thời gian gần đây, anh nợ nần nhiều nên thường xuyên đánh đập vợ. Chị Phương đã làm đơn ly dị cử ra tòa, nhưng sau đó anh Nhật năn nỉ, hứa tu chí làm ăn nên chị Phương đã quay trở lại. Vợ chồng anh Nhật đã có với nhau một cháu trai 3 tuổi. Đóng cửa nhà, bị điện giật, một nam sinh lớp 11 đã tử vong thương tâm. Vụ việc xảy ra vào tối qua tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm đó trời mưa, em Lê Đình Lộc, 17 tuổi, đang ở trong nhà, liền chạy ra đóng cổng. Khi vừa cầm vào cánh cửa sắt thì em bị điện giật. Người nhà phát hiện đã đưa em đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Qua khám nghiệm, phía trước căn nhà được rào bằng khung sắt, cánh cửa cũng bằng sắt. Gia đình đã luồn một sợi dây điện của máy quạt vào trong khung này, nhưng do sợi dây điện đã bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng chạm vào khung sắt, khi em Lộc ra đóng cửa là thời điểm có điện nên bị giật.
Sáng nay, một xe ô tô 16 chỗ va chạm với một xe ben trên xa lộ Hà Nội, làm chiếc xe 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Một trong hai xe đã vượt đèn đỏ, nhưng không tài xế nào thừa nhận lỗi này. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng, xe 16 chỗ biển số 60LD00510 lưu thông hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố. Khi đến ngã ba khu công nghệ cao thuộc quận Thủ Đức, thì va chạm với xe ben mang biển số 51D47487 đang băng qua đường. Cú tông mạnh làm cho đầu xe 16 chỗ biến dạng, một bánh trước rơi ra ngoài. Thời điểm này, xe không chở khách, còn nam tài xế bị thương nhẹ. Tài xế xe 16 chỗ cho rằng xe ben đã vượt đèn đỏ, còn tài xế xe ben nói xe của anh đã qua gần hết đường. Vụ việc đang tiếp tục được công an quận Thủ Đức xử lý. Tại Bình Dương, trong lúc xe bồn ôm cua rẽ phải đã va chạm với xe máy khiến cho người điều khiển xe máy bị thương nặng. Khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, trên đường Thuận An Hòa, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, xe bồn lưu thông trên đường Thuận An Hòa hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải và va chạm với xe máy biển số Tiền Giang do một người đàn ông điều khiển. Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe bồn, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người dân sống gần hiện trường cho hay, ngã tư này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Còn sau đây là một đoạn video clip đang được chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Sự cố xảy ra do sự bất cẩn của người lái xe ba bánh. Theo hình ảnh từ camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại, chiếc xe ba bánh đi đằng trước khi đi vào đoạn đường sóc đã bị nảy thùng xe lên, kéo theo một bánh xe bị giăng ra, đập vào và làm vỡ kính trước của xe ô tô. Nhiều bình luận tỏ ra bất bình trước ý thức chấp hành luật giao thông của xe ba bánh khi không chịu giảm tốc độ khi đi qua chỗ giằng sóc và đặc biệt là không buộc chắn cẩn thận để đồ vật trong xe giăng ra ngoài. Nếu xe máy đi đằng sau thì không biết hậu quả sẽ còn như thế nào. Cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội vào đêm qua. Cửa hàng này kinh doanh các mặt hàng điện thoại, máy tính. Gần 23 giờ, cùng với mùi khét, người dân xung quanh phát hiện khói cùng nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 3 của ngôi nhà. Lúc này, hai nhân viên trong cửa hàng đã thoát được ra ngoài. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Đống Đa đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị bên trong cửa hàng. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Kính thưa quý vị, vào Chủ nhật tuần này, tập 6 Chiến binh địa hình sẽ hé mở cho quý khán giả những cái tên là ứng viên cho danh hiệu vô địch ở hai hạng mục xe nâng cấp của chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2019. Thử thách tiếp theo dành cho hai hạng xe bán tải và hai cầu nâng cấp là bài thi SS8 với điểm nhấn là bãi sình dài 30m. Các đội thi đầu sẽ gặp nhiều rắc rối khi đi qua những đoạn đường hẹp, nhiều cây chắn tầm nhìn. Vậy nên chìa khóa để chinh phục bài thi SS8 chính là tời. Việc tính toán điểm neo, thế neo và dùng bao nhiêu tời đòi hỏi kinh nghiệm, khả năng phán đoán và phối hợp nhịp nhàng của lái chính và lái phụ. Tập 6 Chiến binh địa hình được phát sóng vào lúc 11 giờ ngày mai 15 tháng 9 trên kênh HTV7 và được phát lại nhiều lần trên kênh HTV Thể thao. Kính mời quý vị đón theo dõi. Vào chiều nay, trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, đôi nam nữ đi xe máy mang biển số 70F154510 được cho là đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 tại khu vực ngã tư Tân Thới Hiệp thì bất ngờ bị xe container mang biển số 51C37342 tông mạnh từ phía sau. Sau va chạm, người vợ ngồi sau ngã văng vào bánh xe container bị cán qua người, tử vong tại chỗ. Người chồng ngã ra ngoài nên thoát chết. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Vụ việc có rất đông người hiếu kỳ quan sát nên giao thông qua khu vực khó khăn. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.